Bây giờ tôi sẽ không up lên nữa nhé. Đây là mục tiêu của bài học đúng không? Tôi chẳng nghe lời ông, tôi không up lên nữa. Dạy nghề thôi. Ông Vô Dê là Gen Z ung thư đấy, đúng không? Và Gen kháng ung thư tức là anti ung thư gen đấy. Và Gen trình bày cái thứ hai là trình bày cơ chế tế bào trong quá trình phát sinh và phát triển ung thư. Còn cái mục tiêu thứ ba là một số những cơ chế khác để bạn cũng nắm biết thêm, đúng không? Cơ chế đó. Bạn là bài để nghĩa đúng không? Tại xương thì có thể bài học lên với bài kia đúng không? Một là gì? Bệnh lý. Bệnh lý đó ung thư là gì? Bệnh lý an tính của tế bào đúng không? Mà tế bào sinh sản một cách thua hoạt động ngoài sự kiểm soát của cơ thể đúng không? Và tất cả cái cơ chế này thì người ta đang nghiên cứu trên thực nghiệm thôi. Không, và những thực nghiệm đấy người ta suy ra trên con người vì những cái vật thí nghiệm đấy nó có phần cấu trúc là nó sống ở cơ thể đúng không? Cơ chế thì chưa rõ ràng đúng không? Nếu mà đã rõ ràng rồi, biết cơ chế rồi thì tôi sẽ điều trị hết đúng không? Và gì? Có thể một ung thư thì có một cơ chế sinh ung thư thôi. Có cái loại ung thư thì nó lại nhiều cơ chế cùng tham gia một lúc đúng không? Do vậy mà gì? Người ta cần phải tìm hiểu sâu về quá trình này, quá trình sinh học của tế bào ung thư và sinh học phân tử của ung thư đúng không? Thì người ta sẽ có thể điều trị được. Như tôi nói là 10-15 năm nữa đấy, 20 năm nữa thì điều trị ung thư khác đi, vì cái sinh học phân tử nó rất phát triển đúng không? Thì người ta đã 30 năm người ta giải mã được bộ gen rồi, thì bây giờ cái bệnh mà liên quan cái này người ta sẽ nghiên cứu được nhiều hơn đúng không? Do vậy mà trong ung thư người ta nói là gì? Hãy cố gắng tìm một cái biến đổi phân tử nhỏ nhất. Cố gắng tìm những cái biến đổi trong cái tế bào ung thư như là gì nhỏ nhất có thể phát hiện được, cũng như là trên vũ trụ mà tìm đồng tiền ở dưới trái đất đúng không, tìm trên trời nên tìm dưới đất thì là khó rồi đúng không, nhưng người ta vẫn phải đi tìm dù là thay đổi nhỏ nhất, nên ghi nhận lại để xem nó là cái gì đúng không. Cũng như cái ông Eric cũng đấy, ông sang nói các bạn này, một năm ông sang khoảng năm nay ông điều trị cái bệnh nhân loại ung thư này sống thêm được một năm so với là sống thêm được một tuần so với năm ngoái, thế đã là thành công 12 rồi đúng không? Năm nay là một năm, năm nay là một tuần, sang năm là một tháng đúng không? Sang năm nữa là một tháng rưỡi, 10 năm nữa là bao nhiêu đúng không? Người ta một tuần người ta sẽ thành công rồi đúng không? Cơ chế đấy. À, tại sao người ta nói là ung thư lại liên quan đến những cái này? Thì đầu tiên các bạn thì là một thấy rằng là cái phần mà quy định sinh sản của tế bào thì đương nhiên là DNA của tế bào rồi đúng không? Nhưng người ta thấy rằng là việc thay đổi cái này DNA này thì sinh sản dẫn đến việc sinh sản vô tổ chức. Mà ung thư là một cái sinh sản vô tổ chức. Mà người ta thấy là người ta làm thay đổi này nó sinh ra cái này, như vậy người ta nghĩ đến là gì? Có vai trò của gì? Của gen đấy đúng không? Cái thứ hai là người ta thấy là gì? Cái tác nhân sinh ung thư thì gì? Cũng là cái tác nhân mà gây cái đột biến gen đúng không? Và người ta cũng lại tìm hiểu thêm một điều nữa là gì? Thiếu cái enzyme mà sửa chữa DNA này thì liên hệ với sự gia tăng ung thư đúng không? Các bạn phải hiểu như này, gọi là dịch tễ học, các bạn dịch tễ học tức là gì? Dịch tễ học mô tả tức là gì? Tôi mô tả là ở cái khu vực này có cái bệnh ung thư này nhiều đúng không? Xong tôi mới phân tích lại có đúng là gì? Có đúng là ở cái khu vực này nó liên quan chất này và chất này nó gây ra cái bệnh ung thư này không đúng không? Để theo phân tích. Xong từ đấy người ta mới phân tích là cái chất này nó gây ung thư bằng cách nào đúng không? Đấy là quy trình nghiên cứu của nó là như vậy. Có cái vừa rồi có cái chuyện mà làng ung thư đấy họ này kia đấy, mà người ta đã chứng minh cho làng ung thư đâu đúng không? Mình thấy là làng nào thì có 5-6 người ung thư. Ở Việt Nam này đúng không? 5-6 người thì đã phải là cái làng này nó có cái chất gì gây ung thư cho 5-6 người này đúng không? Trừ khi mà lớn hơn nữa đúng không? Làng em cũng phải đến vài người, con phố nhà em phải vài người chưa được chịu cái phố nào cũng phố ung thư đấy. Hay là những hiện tượng mà đứt đoạn, gãy đoạn thì đều liên hệ đến sự gia tăng ung thư đúng không? Thì minh chứng.
một cái minh chứng đó là những cái chất gây đột biến gen tế bào là tác động lý hóa mà gây ra ung thư. Chúng ta lại quan sát một điều thì ung thư gia đình đúng không? Ung thư được đã là gia đình thì liên quan đến gen thì còn gì nữa đúng không? Do vậy mà gì? Ung thư kiểu gia đình thì là liên quan đột biến trong tế bào mầm và nó cũng liên quan đến gen. Và cho bây giờ trong ung thư thì có những loại nào có thể gây ra như có liên quan đến gia đình di truyền? Em biết không? Ung thư đại trực tràng đúng không? Một số loại nó không phải loại ung thư đại trực tràng mà ung thư gia đình, vô ích gia đình ung thư. Bệnh gì nhận em? Nam nói được một bệnh rồi, về nữ nói một bệnh nữa. Vừa nghe nói khoáng thế là đã đúng rồi đấy. Ung thư vú đúng không? Liên quan đến gen đấy đúng không? Gia đình đấy. Thế nói cái bài nguyên nhân thì nói sau, nhưng mà nếu mà bà, mẹ, chị em gái bị ung thư, những người cũng trong gia đình có nguy cơ gấp trên 9 lần đối với con trai. Con người bình thường. Thì những cái gen này nó có vai trò gì? Vai trò là sự phân chia tế bào, biến hóa này, tạo mạch máu này, xâm lấn và chết tế bào của nó. Và quá trình ung thư thì nó luôn luôn liên quan đến hai nhóm gen. Đó là gì? Gen sinh ung thư gọi là oncogen và cái gen nữa là gen kháng ung thư đúng không? Hai cái gen này nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể, luôn luôn tồn tại trong cơ thể và nó luôn luôn ở trạng thái mà đối nghịch lẫn nhau đúng không? Hai và cân bằng nhau. Sao cân bằng? Không thằng nào mạnh hơn thằng nào cả đúng không? Khi thằng nào mà yếu cái là gì? Là sinh ra viêm gen đúng không? Và đến cho đến ngày nay thì bộ gen người bây giờ có bao nhiêu gen? Theo giải mã bao nhiêu gen? Không nhớ đúng không? Bao nhiêu số? Oncogen là nó chỉ có gần 70 loại oncogen đấy nhá, gần 70 oncogen thôi. Trong khi đó là mấy trăm nghìn gen đúng không? Giải mã bây giờ mấy trăm hay là mấy triệu? Các nhà thông thái để sọc lại nhé. Nhưng mà bây giờ giải mã được bao nhiêu gen rồi đúng không? Để hỏi thêm ai có công mà đầu tư cho cái nghiên cứu về cái giải mã bộ gen trên thế giới? Tổng thống nào? Tổng thống nước nào? Chắc là Mỹ. Không, Mỹ thì là ai vậy? Mỹ bây giờ hỏi tổng thống Mỹ nào đúng không? Bác Hồ, Lincoln, Benjamin Nixon. Gen oncogen này nó kiểm soát theo hướng tích cực đúng không? Cái này cái điện tôi chỉ được bạn phải đọc thêm thôi. Chỗ nào quan trọng tôi sẽ giải thích đúng không? Và mã hóa protein và truyền cái tín hiệu phân bào đúng không? Nếu mà đột biến thì phát tín hiệu phân bào sai lạc, cơ thể không kiểm soát được, dẫn đến ung thư. Có nhỉ? Cơ chế nó như thế nào? Mà các bạn phải rất nhiều hiểu được đúng không? Cái này không nằm trong cái câu hỏi đi. Và các cái gen ung thư này nó gồm rất nhiều các thuộc các nhóm khác nhau, ví dụ nhóm yếu tố tăng trưởng này, nhóm cụ thể yếu tố tăng trưởng này, hoặc là các phân tử truyền tín hiệu tế bào, hoặc là các yếu tố sao chép nhân. Và người ta đưa ra ba cái giả thuyết của gen đúng không? Giả thuyết thứ nhất là gen phát triển tế bào này hoạt hóa nhờ yếu tố tăng trưởng. Nếu mà rối loạn cơ chế này thì sẽ giao thương, đấy là cái thuyết thứ nhất. Cái thứ hai là những đoạn DNA mà gây tổn thương cho các tác nhân đúng không, cơ thể sửa chữa nhưng mà không thành công cũng rất là ung thư. Cái hoặc là do gì, genome cũng di truyền virus mà nó tích hợp vào đúng không, bơm vào đúng không. Đây là một cái hình ảnh minh họa cái chuyện mà gì hình thành cái oncogen mà do tích hợp đúng không, genome virus đồ vào đúng không? Đây cũng là cái sơ đồ tiếp của cái genome virus. Các bạn cái này có thể bạn tham khảo thêm đúng không? Đây là cái gen thứ hai, nhóm gen thứ hai là gen kháng ung thư đúng không? Nó cũng kiểm soát quá trình sinh sản tế bào nhưng mà nó lại làm cho tế bào dừng một chu trình nào đó đúng không? Thường là C1 đúng không? Và đặc biệt là cái gen này có chức năng là gì, mã hóa
quá trình chết theo chương trình của tế bào, đúng không? Bất kỳ một cơ thể, cứ tế bào, một tế bào sinh ra thì một tế bào chết đi, và cái gen này làm nhiệm vụ gì? Nó mã hóa cái chương trình, chết theo chương trình. Bây giờ nó đột biến, nó cũng mã hóa được nữa, sinh ra nhiều hơn, chết đi là chuyện này, đúng không? Hoặc thì nó có tác dụng là mã hóa quá trình biến hóa tế bào. Nếu mà gì, nếu bây giờ này cũng lại đột biến nữa, nó cũng chỉ mã hóa cho tế bào biến hóa được, thì là tế bào ung thư là tế bào cũng biến hóa mà kém biến hóa mà, đúng không? Và đột biến cái gen này sẽ gây ung thư, đúng không? Đây là cái cũng là cái hình ảnh miêu tả cái đột biến gen kháng ung thư, đúng không? Đây là cái gen ức chế ung thư. Đấy. Và gì? Và cái protein mà nó ức chế phát triển tế bào đây, đúng không? Và phân chia tế bào thì có kiểm soát, một tế bào sinh ra hai cái này, một cái chết đi, vẫn trong cái này thì là nó đột biến cái gen mà ức chế ung thư này thì sao? Tình trạng vô ẩn độ, nó rất nhiều tế bào trong cùng một thời gian. Đây là những ví dụ về gen ung thư, đúng không? Một là gen HRAS, gen APC, gen DCC, gen P53. Người ta hay nói đến cái gen P53 này, đúng không? Ung thư nào người ta cũng nói đến gen P53. Thì cái này các bạn có thể tìm hiểu sau thêm trong cái ung thư đại cương này. Đây là cái hình ảnh miêu họa cái con đường ức chế cái chu kỳ tế bào của gen P53, đúng không? Đây là cơ chế sinh bệnh ung thư đại trực tràng. Nó phức tạp chứ không phải là từ lúc mà từ lúc là biểu mô bình thường đến biểu mô tăng sản rồi u tuyến rồi tuyến nhung mao không mãi nó mới đến ung thư, đúng không? Qua rất nhiều chu kỳ và có rất nhiều cái gen tác động vào từng cái chu kỳ một, chứ không phải là gì, không phải cứ tiếp xúc với là bị, đúng không? Tiếp xúc nó còn gây ra cái nọ gây ra cái kia, nhưng mà cái có cái tác động vào nó thì nó mới gây ra được, đúng không? Cái quy trình nó phức tạp không như mình nghĩ, đúng không? Đến cái phần cơ chế tế bào này thì phải kỹ cho các bạn hơn, đúng không? Số lượng tế bào người trưởng thành là bao nhiêu? Có bạn hôm qua các bạn có bảo 7 tỷ, có 100 tỷ, có bạn thì bảo 2 mấy tỷ, bây giờ là bao nhiêu tỷ? 1 triệu tỷ. Số lượng tế bào người trưởng thành là bao nhiêu tỷ? 1 triệu tỷ. Không nhớ, có đi học mô rồi không? Gọi là 1 triệu tỷ.
một cái đặc tính của tế bào ung thư là gì? Nó sinh trưởng vĩnh viễn trong một cái nuôi nó là một cái sống, nuôi nó sống trăm đời sẽ bất tử đấy, đúng không? Như thế gọi là bất tử là gì? Là sống mãi. Bây giờ nuôi mình mãi cũng được sống. Thế lúc này là thôi như vợ mình. Một cái đặc điểm nữa mà để chúng ta ứng dụng vào lâm sàng đó là cái ít biến hóa hơn vô đặc điểm. Do vậy mà gì? Nó sản xuất ra cái chất gọi là chất lạ, gọi là chất lạ thì đúng không? Sản xuất ra chất lạ, mà cái chất này gọi là chất trị liệu ung thư đấy, đúng không? Chất trị liệu ung thư. Nhưng mà bây giờ nhiều cái trung tâm quảng cáo là cứ xét nghiệm máu là phát hiện hết cái ung thư là thế thì đơn giản quá, chả phải chữa ung thư thì nhiều đúng không? Chả tốn kém gì nữa. Có phải loại ung thư nào người ta xét nghiệm máu người ra là đâu, đúng không? Có loại người ta xét nghiệm tế bào, có loại người ta pin, có loại người ta xét nghiệm máu. Nhưng mà chất trị liệu khối u ấy, ý nghĩa chính là theo dõi quá trình điều trị, tiết lượng điều trị là theo dõi điều trị. Ví dụ nó đang là 100, một cái chất A nó ra là 100, tôi điều trị nó, tôi mổ u xong nó còn 1 là tốt, đúng không? Nhưng mà mấy tháng sau nó lên 50 là chứng tỏ là tái phát thì càng nhiều đấy, đúng không? Một ứng dụng nữa là gì? Ít biến hóa thì nó gì? Và người ta ứng dụng thì ứng dụng để làm sao? Tế bào ung thư là ít biến hóa, kém biến hóa hoặc là không biến hóa. Thì bây giờ làm sao gây cho cái bản biến hóa để giống cái bản bình thường, tức là tôi chữa được ung thư, đúng không? Do vậy mà đấy là một cái hướng nghiên cứu mới gây cho tế bào biến hóa như tế bào bình thường. Tế bào bình thường thì mình sống được lâu, đúng không? Nên là gây cho biến hóa được lâu đi. Về chức năng, chức năng là gì? Nó có cái chức năng là xâm lấn, đúng không? Hoặc là thoát mạch, xâm lấn vào mạch máu luôn là thoát ra được, đúng không? Cái bài sau nó có cái chương trình của nó, đúng không? Nếu mà biến hóa thấp ấy, thì nó không làm được cái chức năng bình thường, nó gây ra hoại tử trung tâm này, đúng không? Hoại tử khu hoại tử không những ở trung tâm mà cũng ngoài, hoại tử bình thường ở trung tâm, đúng không? Như vậy là nó tăng cái khối u, tại sao nó to lên được, tại sao tế bào nó tăng lên được là gì? Một là chu trình tế bào nó rút ngắn, đúng không? Bây giờ trước đây một cái tế bào A nó cần 3 ngày để nhân đôi, nhưng bây giờ thì do ung thư nó đột biến chỉ có một ngày nhân đôi một lần rồi. Như vậy 3 ngày trước là nhân được 2 tế bào, bây giờ 1 ngày nhân 2 tế bào, 3 ngày được 6 tế bào rồi, đúng không? 8 tế bào. Hai là do giảm mật tốc tế bào chết đi, đúng không? Trước nó có cái gen là mã hóa chết theo chương trình, bây giờ không mã hóa nữa, kệ ông sinh ra nhiều kệ ông, cứ chết ít thôi, đúng không? Nó cũng là một trong một thời gian lượng tế bào nó tăng lên, đúng không? Hoặc là gì? Một cái chu trình tế bào là nó có 5 cái pha, đúng không? Trong đó có cái pha mà đợt không này này là gì? Nó ở trạng thái ngủ thôi, nó không làm hoạt động gì cả. Nhưng trong ung thư thì nó lại đánh thức nó dậy, nó lại đi vào chu trình tuần hoàn. Trước đây là bây giờ tự nhiên lại đang có 10 ông tham gia, thêm một ông nó thành 11, đúng không? Thì nó lại cái tế bào nhân đôi lại nhiều hơn, đúng không? Và như lúc nói thì nó mất được chiến tiếp xúc, đúng không? Trong hai cái gặp nhau bây giờ nó vẫn được nhân đôi lên, đúng không? Chính vì vậy mà gì? Cái đặc trưng của cái tăng trưởng tế bào ung thư là đặc trưng bởi thời gian nhân đôi, tức là gấp đôi cái kích thước khối u lên, nó thể tích khối u. Đấy là cái bài cơ chế sinh bệnh ung thư, có những cái phần quan trọng thì tôi đã nhấn mạnh, đúng không? Còn tiếp theo tất nhiên còn những cơ chế khác thì các bạn đọc thêm, đúng không? Cơ chế đây là chương trình tế bào này, cái cơ chế về cơ chế khác thì các bạn phải đọc thêm, đúng không? Bài tiếp theo các bạn vẫn cứ suy nghĩ câu hỏi nhé, nói là người đơn giản thôi, nhưng mà nếu các bạn hỏi tôi vẫn trả lời, đúng không?